Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu hoa lan trên cả nước. Hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa đen đôi chớp rất là đẹp để các cô chú anh chị mình sưu tầm bổ sung vào bộ sưu tập hoa lan chớp của mình. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Số này em có sử dụng Zalo, cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, giao lưu mua bán các cô chú anh chị. Rồi, bây giờ vô cái hình cây thực tế. Thì cái mặt hoa em vừa cho các cô chú anh chị mình xem qua, đó là mặt hoa của cây không tên số 8. Không tên số 8, đây là mã số 1, 1400k. Hai mầm đang lên, một mầm lớn, một mầm nhỏ, các cô chú anh chị mình thấy không? Cây này là ấm chậu, thuần chậu rồi nha các cô chú anh chị. Rất đẹp nha. Cây là... vậy là ok rồi các cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị mình thấy là cọng này nó là 13 xăng nè ha không? 13 xăng. Lá lú rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Không tên số 8, mã số 1, 1400k. Rồi, bây giờ qua cái mặt hoa tiếp theo. Mặt hoa tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình, đây là cái mặt hoa mặt hoa mặt hoa của cây vàng đỏ lộn xộn. Vàng đỏ lộn xộn, cái cây này đẹp lắm nha các cô chú anh chị. Vàng đỏ lộn xộn, đây là vàng đỏ lộn xộn xưa. Đây là cái mặt hoa của cây lộn xộn xưa. Rồi, mã số 2, 800k, lộn xộn xưa. Cô chú anh chị mình thấy là đây là có là một mẹ một con. Mà cái mầm con này đang phát triển rất là ok nha các cô chú anh chị, rất đẹp nè. Đây, cái chậu này là đang phát triển, mẹ con là đang rất tuyệt vời nha. Nha cô chú anh chị, cái thân già, cái thân mẹ là 14 xăng ha. Cái thân tơ 10 xăng. Cái thân tơ chỉ có 9 xăng thôi. Đang phát triển rất là ok nha các cô chú anh chị. Đang phát triển rất là ok. Mẹ con đều tốt, rất là tốt. Lá không tì vết luôn. Rồi, một cái mặt hoa em muốn giới thiệu đến các cô chú anh chị mình ở cái clip bán hàng này nữa. Đây là cái cây cờ đỏ lộn xộn các cô chú anh chị. Cờ đỏ lộn xộn. Thì cái cờ đỏ này cũng lâu lắm rồi, em chưa có giới thiệu đến các cô chú anh chị mình. Đây, cô chú anh chị mình xem qua cái mặt hoa cờ đỏ. Đây là mặt hoa của cờ đỏ lộn xộn các cô chú anh chị. Rất đẹp nha các cô chú anh chị. Đây, mã số 3, 550k. 550k thì đây cô chú anh chị mình thấy là có cái cọng mẹ nè. Cái cọng mẹ này là nó không đẹp nha, không đẹp, nhưng mà hai cái mầm con lên thì tuyệt vời. Đây, lá sọc rất là ngon lành cành đào nha. Bên đây thì thân đứng ngọn rồi, cái này có thể nhấn ra. Hình như rễ nó có xuống luôn rồi. Tách ra nhân giống là cũng rất là ngon lành nha. Rồi, cái mầm bên đây là bao nhiêu đây? Cái mầm bên đây được cô chú anh chị mình thấy là 8 xăng nè. 8 xăng. Còn cái cọng thân già bên đây. Cái cọng thân già bên đây là 12 xăng. Thôi 11 xăng đi, nó 11 xăng đi. Đó. Thân này là có hoa rồi. Rồi. Đó. Hai cái chậu này là có hai thân là ngon lành cành đào nha các cô chú anh chị. Đó, 550k. Mã số 3. Rồi, mã số 4.
cũng là cờ đỏ lộn xộn 300k. Đây cô chú anh chị thấy không, cái này là nó cũng vừa ấm chậu, chậu này là ấm chậu. Trời ơi thấy cưng không, cái mầm non nó vừa lên xong là nó xuống rễ luôn các cô chú anh chị, nó chừng 2 xăng thôi mà nó xuống rễ luôn rồi. Quá ngon. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây, cái thân mẹ này là 8 xăng thôi các cô chú anh chị. Cái thân mẹ này nó chỉ mới có 8 xăng thôi chứ nó không có nhiều. Rồi, 300k. Mã số 4. Rồi, tiếp tục là mã số 5. Mã số 5 này là cũng 300k. Nó nhỏ hơn chút xíu. Đây cô chú anh chị thấy là nó có 2 thân nè. Đó, 2 thân. Mắt là còn riêng nha. Cái cọng này là còn riêng nha, chưa có khai thác nha. Nó lời được một mắt nhỏ mà nó có vỏ, lấy cái kia bù lại, lấy mắt bù lại, còn cái kia bự, còn cái này nhỏ. Này chắc chừng 3 xăng nè các cô chú anh chị, 3 xăng nha. Nó nhỏ thôi. Nhưng mà nó mini, nhưng mà là nó nguyên green. Dạ, như vậy thì vừa rồi đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái mặt hoa đen đô chớp. Thì cô chú anh chị nào mình chưa có cái mặt hoa nào trong bộ sưu tập của mình thì mình sưu tầm nha các cô chú anh chị. Xin nhắc lại số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797 727 8898. Cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip bán hàng sau.